Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị có liên quan xác định trường hợp còn mất tích để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập. Tại công điện số 67, yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở nêu trên đồng thời chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Thủ tướng giao chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu và các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, xác định các trường hợp còn mất tích nếu có để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu chữa người bị thương. Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác xác định danh tính người bị nạn, phối hợp với các địa phương lo hậu sự theo quy định thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cần chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Thủ tướng quán triệt, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở chủ động ra soát, kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để chủ động sơ tán, di rời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Bộ Công an được giao chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tập trung triển khai công tác tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân và khắc phục hậu quả sự cố sạt lở theo chức năng quản lý nhà nước được giao. Bộ trưởng các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý và theo chức năng quản lý nhà nước được giao. Các bộ quốc phòng, công an chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở theo quy định. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Liên quan đến vụ xa lở đất vùi lấp ô tô khách làm nhiều người thương vong ở Hà Giang, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hà Giang và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tập trung cứu hộ, cứu nạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7, ô tô khách biển kiểm soát 29E-02489, loại xe Ford Transit của Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang Bảo Lâm, đang di chuyển đến đoạn km 11, thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, thì gặp sạt lở. Khi toàn bộ hành khách xuống giúp đẩy xe qua chỗ sạt, bỗng hàng nghìn mét khối đất từ trên cao tràn xuống lòng đường, vùi lấp toàn bộ hành khách trên xe chở khoảng 16 người. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê cho biết, hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người khác. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Giao, giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết, ngành y tế Hà Giang đã kích hoạt hệ thống cấp cứu lưu động vào hiện trường để sơ cấp cứu số bệnh nhân bị vùi lấp, vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, điều trị. Tập trung toàn bộ xe cứu thương túc trực tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, huy động tối đa cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Tập trung cứu chữa cho các nạn nhân vụ sạt lở. Theo thông tin cập nhật từ hiện trường, tính đến khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 7, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã đưa được 15 nạn nhân ra ngoài khu vực sạt lở. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đoàn công tác của cục đã đến hiện trường, ghi nhận 11 người thiệt mạng đã tìm thấy thi thể, 4 người Tuyên Quang, 3 người Cao Bằng, 1 người Lai Châu, 1 người Hòa Bình và 2 người Hà Giang. Hai người mất tích chưa xác định được địa chỉ, bốn người bị thương đã được cấp cứu sáng cùng ngày. Suốt từ 4 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 7, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội và công an đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở. Với lượng đất đá đổ xuống, công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh Hà Giang đã tập trung mọi nguồn nhân lực, máy móc để tìm kiếm nạn nhân. Sau đợt mưa, Hà Giang đã nắng trở lại, khối lượng đất sạt xuống rất lớn. Bộ đội, công an dùng cuốc, xẻng đào bới tìm người tới vị trí nghi vấn có nạn nhân, các chiến sĩ nhẹ dùng sẻng, dùng tay cào đất. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang nơi đang điều trị cho các nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sạt lở đất, nằm trên giường bệnh với gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Anh Vư Mỹ Sính, sinh năm 2004 ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chia sẻ, đến hiện tại cả người vẫn còn đau nhức, không thể ngồi dậy được. Thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người hô nhau chạy cũng không biết chạy đi đâu. Chạy được vài bước thì bị đất đá đè ngang người khoảng 5 phút sau bị sạt một lần nữa. Anh xính nghẹn ngào nói với gương mặt buồn rầu, lần đầu em nghe thấy mọi người kêu cứu, nhưng lần thứ hai thì không nghe thấy tiếng gì nữa. Nén đau, anh xính nói, lúc đấy em nghĩ là cuộc sống của mình chắc chỉ đến đây thôi, không thoát được đâu. Không biết chắc là không có ai cứu được mình thì mình chết thôi. Thời điểm này, em chỉ thò được đầu lên mặt đất nên lấy tay cào bớt đất để thở, nhưng vẫn không di chuyển được do đất đá đè ngang người. Sau lưng cũng có một anh bị đất đá đè, Lúc đầu anh này cũng cào được đất đá ra để thở, nhưng lần sạt lở thứ hai ập đến thì không thấy anh ấy thở nữa. Đến khoảng 6 giờ sáng, thấy các xe cấp cứu và lực lượng công an đến để đào, rồi 30 phút sau được mọi người đưa ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cùng với anh Sính, còn ba nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sạt lở kinh hoàng này là cháu Lò Mai Phương, sinh năm 2016, trú tại huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu, chị Ma Thị Duyến, sinh năm 1989 ở huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng. Anh Giang A Trần, sinh năm 2005 ở xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, theo bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, tình hình sức khỏe của bốn nạn nhân cơ bản ổn định.